dành cho chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường số 32 thuộc phường 10 quận 6, khu Bình Phú, chủ tài sản đang có nhu cầu bán. Căn nhà đang nằm trong khung hình với diện tích ngang 8 dài 16, công nhận trên sổ là 128m², đất ở đô thị 100%, trệt 2 lầu với 6 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh với tổng diện tích sàn là 312m². Hiện trạng thì đang cho thuê, hợp đồng dài hạn. Về pháp lý thì sở hữu cá nhân hoàn công đầy đủ và không thế chấp ngân hàng. Hướng chính là hướng Nam và hiện tại đang được chủ nhân chào bán là 21 tỷ, tương đương 164 triệu đồng trên 1m² và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158, số điện thoại qua Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về bất động sản này.